Lightning Network giải quyết bài toán chuyển tiền xuyên biên giới tại châu Phi. Mùa đông tiền điện tử đang diễn ra không ngăn cản ngành, thúc đẩy việc áp dụng và khả năng tiếp cận toàn cầu. Mới đây, Coinconer và Bitnode đã bắt tay với nhau nhằm mở ra một cách để người dùng trên khắp các châu lục thực hiện các giao dịch xuyên biên giới liên quan đến nhiều loại tiền tệ fiat. Thông thường, việc chuyển tiền giữa châu Âu và châu Phi yêu cầu bên hỗ trợ thứ ba như Western Union dựa trên các thực thể tập trung. Các giao dịch này thường có thời gian xử lý của nhiều bên trước khi được phê duyệt và được biết đến với chi phí đắt đỏ. Ngân hàng Thế giới ước tính rằng lượng kiều hối gửi đến châu Phi cận Sahara đã tăng lên 40 tỷ đô la hàng năm tính đến năm 2020. Chỉ riêng Nigeria đã nhận được gần một nửa số tiền này. Giờ đây, người dùng có thể chuyển tiền qua Lightning Network của mạng Bitcoin từ Vương quốc Anh và châu Âu đến các quốc gia ở châu Phi nhờ vào ứng dụng Send Globally do Coinconer và Bitnode cùng phát triển. Thông qua ứng dụng trên, tiền được tự động chuyển đổi thành BTC, sau đó được chuyển đổi ngay lập tức sang nội tệ và gửi thẳng vào tài khoản ngân hàng hoặc ví tiền di động của người nhận. Vào năm 2021, dữ liệu từ Statista đã xếp Nigeria vào 10 quốc gia hàng đầu về thanh toán chuyển tiền. Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới đã báo cáo rằng trong năm ngoái, khu vực châu Phi cận Sahara chiếm 14,1% lượng kiều hối toàn cầu. Tuy nhiên, gần 80% các quốc gia châu Phi hạn chế loại hình tổ chức có thể cung cấp các dịch vụ liên quan đến chuyển tiền cho ngân hàng địa phương. Do đó, đây chính là cơ hội để Bitcoin phát huy hết bản chất không biên giới của mình và dần trở thành một công cụ tuyệt vời để gửi tiền trên khắp thế giới. Stablecoin của Tron có thể là UST thứ hai khi liên tục debate. Theo CoinGecko, USDD, stablecoin thuật toán do nền tảng Tron phát hành đã lao dốc và chạm về sát mốc 0,9695 USD vào đầu ngày 12 tháng 12. Đây được xem là lần mất chốt nghiêm trọng nhất của đồng coin này kể từ vụ sập lịch sử Luna UST. Đây cũng không phải là lần đầu tiên USDD gặp biến. Cách đây một tháng, ngay tâm bão thảm họa FTX, các đồng stablecoin chiếm thế thượng tôn trên thị trường như USDT, USDC cũng bị chao đảo, song đã nhanh chóng lấy lại vị thế. USDD cũng không ngoại lệ, bị lệch khỏi neo giá giật về 0,98 đô la Mỹ. Vào thời điểm ấy, Justin Sun, nhà đồng sáng lập Tron, đã đổ lỗi cho FTX và Alameda đã xả hàng làm ảnh hưởng đến giá của các tài sản trong hệ Tron. Ở lần debate show này, Justin Sun đã xoa dịu cộng đồng bằng một bài đăng tuyên bố đang gọi vốn bảo vệ USDD và nhấn mạnh lại stablecoin thuật toán này có tỷ lệ tài sản thế chấp lên đến 200%. Đến hiện tại, USDD đang dao động quanh mốc 0,98 đô la Mỹ, đã tăng nhẹ song vẫn chưa thể hồi phục PET 1 đô la Mỹ. Trong khi đó, giá TRX vẫn đang đỏ sàn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tình trạng mất điện ở Cuba đang đe dọa thợ đào. Tiền điện tử đã đạt đến một mức độ chấp nhận cao ở Cuba khi người dân tại đây sử dụng nó như một giải pháp thay thế để nhận các dịch vụ mà họ không thể có được bằng cách khác, bao gồm mua sắm quốc tế, dịch vụ nạp tiền điện thoại di động và Internet, thậm chí gửi và nhận kiều hối. Tuy nhiên, khai thác tiền điện tử đang phải đối mặt với các vấn đề khó khăn do tình trạng mất điện liên tục mà đất nước đang phải đối mặt. Giấy đen Gonzales, một công ty khai thác tiền điện tử nhỏ tại đây, cho biết, tôi cũng như nhiều người khác đã đầu tư rất nhiều tiền vào thiết bị khai thác tiền điện tử không hề rẻ. Nhưng với tình trạng mất điện hiện tại, việc khai thác tiền điện tử ở Cuba là không bền vững. Các công ty khai thác khác như Eduardo Gomez đã mua các nhà máy điện để duy trì hoạt động của họ. Nhưng sự khan hiếm khí đốt cũng khiến các hoạt động chạy bằng năng lượng không nối lưới này khó có thể duy trì hoạt động khai thác của các máy đào. Không chỉ ngành công nghiệp khai thác tiền số, mà vấn đề mất điện này cũng ảnh hưởng đến mạng lưới viễn thông địa phương. Itexa, công ty viễn thông Cuba, cho biết các máy phát điện của họ đang cạn kiệt nhiên liệu. Trong khi các nhà máy không có khả năng tạo ra năng lượng cần thiết để duy trì các thiết bị hoạt động trong thời gian dài là lý do tại sao mọi thứ hoạt động không chính xác. CZ trở thành dũng sĩ diệt phút khi liên tục dính lùm xùm. Theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn, các công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang đối lập quan điểm về việc có nên khởi tố hình sự đối với Binance và trang FanZao vì vi phạm lệnh trừng phạt chống rửa tiền hay không. Được biết, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này đã bị điều tra vào năm 2018 về việc tuân thủ các luật và lệnh trừng phạt chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Theo báo cáo, một số công tố viên liên bang liên quan đến vụ án tin rằng họ có đủ bằng chứng để tiến hành và khởi tố hình sự đối với các quan chức cấp cao của Binance, bao gồm cả người sáng lập trang FanZao. Tuy nhiên, một số công tố viên khác vẫn đang trì hoãn và cho biết họ cần có thêm thời gian để xem xét vụ án. Phản hồi nhanh các cáo buộc trên, Binance đã phủ nhận và tuyên bố rằng họ không có thông tin chi tiết về hoạt động của Bộ Tư pháp. Binance đã tweet từ tài khoản Twitter chính thức của mình, Reuters đang tấn công nhóm thực thi pháp luật của Binance. Và sàn giao dịch hàng đầu này khẳng định họ đã làm cho tiền điện tử trở nên an toàn hơn cho tất cả mọi người. Đây không phải là lần đầu tiên Reuters đưa ra những tin tức tiêu cực về Binance trong các báo cáo của mình.
Tuy nhiên, cho đến nay phía các quan chức Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra bất kỳ hành động thực thi nào và giám đốc điều hành Binance cũng đã nhiều lần bác bỏ mọi tuyên bố chống lại sàn. Cộng đồng đặt nhiều nghi ám khi Binance đưa Magic vào danh sách list sàn. Sau khi cá voi ẩn danh mua một lượng lớn Magic trong suốt tháng, Binance đã tiến hành niêm yết token này vào danh sách list mới. Sau đó, người dùng đã đặt ra nhiều câu hỏi, bao gồm cả xác suất giao dịch nội gián. Magic là token cho dự án cơ sở hạ tầng Game Tether trên Arbitrum, bao gồm các sản phẩm cốt lõi như Bridgewar, The Beacon và Chop. Trong hệ sinh thái này, Magic hoạt động như một loại token tiện ích và quản trị. Theo dữ liệu on-chain được chia sẻ bởi Nansen Intern, giá của Magic đã tăng gấp đôi trong tháng qua khi một con cá voi đã mua số token trị giá gần 1 triệu USD trong suốt 30 ngày. Tuy nhiên, địa chỉ ENS190416, ETH không phải là người mua duy nhất trên thị trường vì các giao dịch mua 6 con số là xu hướng bình thường đối với token. Sau đây mời các bạn cùng đến với những sự kiện kinh tế nổi bật sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Ngày 13 tháng 12, các chỉ số CPI và CPI lõi tháng 11 của Hoa Kỳ sẽ được phát hành. Trong khi đó, vào ngày 14 tháng 12, quyết định lãi suất Mỹ tháng 12, CPI của Vương quốc Anh tháng 11 và GDP quý 3 của New Zealand sẽ đồng loạt được công bố.